là thông điệp gửi đến những người có bất hiếu. Đừng vì của tiền mà hành hạ mẹ cha. Sao qua vô tâm tàn nhẫn với ông bà, trời đất sẽ không tha cho những đứa con bất hiếu. Đã là con người thì ta phải hiểu, ta có mặt trên đời là nhờ nghe mẹ công cha vất vả cả đời. Dù biển rộng mênh mông cũng không đông đầy bằng tình cha nghĩa mẹ. Nếu ai mà còn bất hiếu với mẹ cha thì hậu quả khôn lường. Dù cuộc sống có ra sao vừa đừng vì chút lòng tham mà trở thành đứa con bất hiếu, bia mẹ muôn đời và trời đất khó tha. Sao nợ lòng nào đánh đập mẹ cha, nếu đã gieo nhân thì ta chờ ngày gặp qua. Bao việc xảy ra làm cho cả cộng đồng chua xót quá, rút căm hờn những đứa con bất hiếu. Cơm người khó lắm ai ơi, không như cơm mẹ chỉ ngồi xuống ăn. Hãy nói tình ăn năn bào hành cha mẹ không bằng súc sinh. Còn mê muội ngu si nên chẳng tin nhân quả, vì chung lòng tham mà tan nát cửa nhà.
tình ngô dừng bay. Đừng nên bất yêu một mai an lành. Mẹ già ở tích liều tránh những gia đình trong mâm ngoài em thương anh vợ con yêu quý mỗi người chung thủy với chồng công hạnh vui luôn hòa nhà với công đồng sống thật thà sự văn minh truyền thống bao đời của dân tộc Việt Nam nếp sống yêu thương đạo đức nhân từ yêu quý ông bà hiếu thảo với mẹ cha ông bà sống lâu cha mẹ vui lòng con trời cao đất rộng